Xin kính chào quý vị và các bạn. Chúng tôi xin gửi đến quý vị và các bạn tin nóng nhất tại Việt Nam hiện nay. Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc lên tiếng vụ Phạm Chí Dũng và đồng sự yêu cầu thả tự do. Văn phòng Cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc OSCHR vừa lên tiếng bày tỏ quan ngại về việc Việt Nam sử dụng luật được định nghĩa mơ hồ để bắt giữ tùy tiện ngày càng nhiều nhà báo blogger với những người bảo vệ nhân quyền tại Việt Nam. Thông cáo báo chí của OSCHR phát đi hôm 8 tháng 1 vừa qua, mấy ngày sau khi ông Phạm Chí Dũng, ông Nguyễn Tường Thụy và ông Lê Hữu Minh Tuấn thuộc Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị tòa án Thành phố Hồ Chí Minh kết án từ 11 đến 15 năm tù vì tội tuyên truyền chống phá nhà nước theo điều 117 Bộ luật Hình sự Việt Nam. OSCHR nhìn nhận rằng đây dường như là một phần của một sự kìm hãm ngày càng tăng đối với quyền tự do ngôn luận ở Việt Nam. Các ba người này đều bị giam giữ kéo dài trước khi xét xử. Và mặc dù được chính phủ đảm bảo đúng pháp luật và đúng quy trình, vẫn có những lo ngại nghiêm trọng rằng về việc liệu quyền của họ đối với một phiên tòa công bằng có được tôn trọng đầy đủ hay không. Bà Samda Sani, người phát ngôn của OSCHR nói, bà Samda Sani lưu ý rằng việc Việt Nam sử dụng luật được định nghĩa mơ hồ đã bắt giữ người một cách tùy tiện là vi phạm điều 19 của Công ước Quốc tế quyền dân sự và chính trị ICCPR và quyền có chính kiến và tự do ngôn luận tại Việt Nam. Bà kêu Việt Nam sửa đổi các điều khoản liên quan của Bộ luật Hình sự để phù hợp với các nghĩa vụ của mình theo Công ước Quốc tế. OSCHR và một số cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc trên thế giới, bao gồm cả Ủy ban Nhân quyền giám sát việc thực thi ICCPR, đã nhiều lần kêu gọi Việt Nam hạn chế sử dụng luật hà khắc để tước bỏ các quyền tự do cơ bản, đồng thời kêu gọi Việt Nam thực thi các nghĩa vụ quốc tế về quyền con người. Bà Samdasini cũng bày tỏ lo ngại rằng những cá nhân cố gắng hợp tác với các cơ quan nhân quyền của Liên Hợp Quốc bị đe dọa và trả thù. Điều này có khả năng ngăn cản những người khác chia sẻ thông tin về các vấn đề nhân quyền với Liên Hợp Quốc. Chúng tôi tiếp tục nêu ra những trường hợp này với chính phủ Việt Nam, nhiều lần kêu gọi họ ngừng sử dụng các cáo buộc hình sự nghiêm trọng như vậy đối với các cá nhân thực hiện các quyền cơ bản của họ, đặc biệt là quyền tự do ngôn luận và trả tự do vô điều kiện cho tất cả những người có đã bị giam trong những trường hợp như vậy. Bà Samdan Sadasi nói, trước đó tổ chức Human Rights Watch đã lên tiếng về vụ việc, nói Đảng Cộng sản Việt Nam tham gia vào một cuộc đàn áp không có giới hạn đối với những người bất đồng chính kiến tại Việt Nam và rằng nhà báo chỉ bày tỏ quan điểm chỉ trích mà chính phủ không muốn nghe nhưng đủ để tống họ vào nhà tù nhiều năm vì tội danh không có thật. Phản ứng của truyền thông quốc tế hiện nay, phiên tòa xử nhà báo Phạm Chí Dũng, Nguyễn Tường Thụy và Lê Hữu Minh Tuấn thu hút sự chú ý của truyền thông quốc tế. Theo trang The Diplomat viết rằng phiên xử diễn ra trước thềm Đại hội Đảng Cộng sản Việt Nam lần thứ 13 vào cuối tháng này để ngăn chặn bất kỳ sự xáo trộn nào trước các sự kiện chính trị lớn tại Việt Nam như họ vẫn làm từ trước tới nay. Ông Phạm Chí Dũng là Chủ tịch Hội Nhà báo Độc lập Việt Nam bị bắt giữ từ ngày 21 tháng 11 năm 2019. Tác giả bài báo đề cập đến một cuộc phỏng vấn vào cuối năm 2018 với ông Nguyễn Tường Thụy. Ông Thụy nói, sự ủng hộ của Trung Quốc là điều duy nhất giúp cho một Đảng Cộng sản Việt Nam không được lòng dân duy trì quyền lực, hai bên giúp nhau trị nước. Nếu không có sự hỗ trợ của Tàu Cộng thì Cộng sản Việt Nam không thể cai trị Việt Nam được nữa. Hàng tin Reuters trích thông báo của Bộ Ngoại giao Mỹ rằng họ thất vọng bởi những bản án mới nhất, bình luận rằng chúng là khắc nghiệt và là diễn biến mới nhất trong một xu hướng đáng lo ngại hiện nay. Người phát ngôn Bộ Ngoại giao Mỹ nói, chúng tôi kêu gọi chính phủ Việt Nam đảm bảo các hành động của mình phù hợp với các quy định và nhân quyền trong hiến pháp và các nghĩa vụ cam kết quốc tế. Theo The Guardian, trang Al Jazeera dẫn lời luật sư Đặng Minh Mạnh bào chữa cho ông Dũng và ông Tuấn rằng tòa không chấp nhận bất cứ lời lập luận nào của tôi và rằng các bản án quá nặng nề đối với ông Phạm Chí Dũng. Việt Nam bắt và khởi tố hình sự ông Phạm Chí Dũng, một nhà báo tự do Việt Nam, tiến sĩ Phạm Chí Dũng vừa bị cơ quan an ninh điều tra công an thành phố Chí Minh bắt giữ, khởi tố hình sự hôm 21 tháng 1 năm 2019 vừa qua.
Một bản tin trang mạng của Bộ Công an cùng ngày cho biết chi tiết, ngày 21 tháng 11 năm 2019 vừa qua, cơ quan an ninh điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt bị can để tạm giam, lệnh khám xét đối với Phạm Chí Dũng, sinh năm 1966, quê quán tỉnh Đồng Tháp, thường trú tại 2984 Nguyễn Trọng Tuyến, phường 1, quận Tân Bình, thành phố Hồ Chí Minh, về tội làm tàng trữ, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin tài liệu, vật phẩm nhằm chống phá nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, cái điều 117 Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi bổ sung năm 2017, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Chúng tôi xin cảm ơn quý vị đã quan tâm lắng nghe.